hai cái đại diện ngày hôm nay, ngọc và các thứ như thế nào các bạn nhé. Ở lần trước ấy, các bạn để thấy là Paradise hôm nay đã đổi tên thành XXX XXZ bố. Đấy. Cái tên này thì nó cũng không quan trọng tại vì các bạn đổi thoải mái mà, nhưng quan trọng là cái ID này là không lệch gì vào đâu được, không sai, không để đổi tên bằng rồi. Đấy lý do vì sao mà khi những cái trận đấu này quy hoạch tất về ID chứ không quy hoạch về tên rồi. Tại vì tên có nhiều khi các ông có ô vuông, ông có gạch ngang vân vân. Rồi. Nói như vậy thì các bạn nắm được đây chính là Paradise cũ. Còn cái Long Văn này, băng băng phách thần châm là 222197. Cái liên vẫn như vậy thôi, đồ cũng không có gì thay đổi nhiều. Đó. Nhưng mà đặc biệt bộ nhẫn phù này các bạn, bốn lục tính, ba lục tính, bốn lục tính, bốn này, bốn này, ba, bốn, nó đã có sự khác biệt. Và cái khác biệt nữa đó là lần này cả hai bên ấy đều chơi võ hồn sơ cấp cấp 1 nha, cả hai bên đều như thế này. Đây là cái lần khác biệt. Còn tiếp theo này, cái danh hiệu thì cả hai bên tầng 11 nói rồi đó. Máu ở đây thì là 607 này, 608 rồi, ok. Bên bão này, soi cái võ hồn đầu tiên cho các bạn xem, nó cũng là võ hồn cấp 1 và sơ cấp. Đấy, để các bạn nhau nhá. Võ hồn toàn mỹ cất, danh hiệu cũng đều tầng 11 và bão này thì chắc là vẫn nguyên si như vậy thôi. Ở đây có này, à lần này đồ cũng khác này, bốn lục tính. Lần trước thay một, lần này thay bốn. Điểm bên này thì có vẻ bé hơn, 67, 68, 65. Thần pháp này, ok anh em ơi, 214, 206. Này thì vẫn là máu lên giới hạn huyền công. Ok, khá là ngon nhé. Không có gì thay đổi lắm. Thì nhìn chung là nếu như đeo võ hồn vào thì hai ông thần này máu lên cũng lên khá cao ấy. Rồi, ở trận đấu thứ nhất thì là bố đã win. XXZ đặt tên nó hơi bựa trách một tí. Cái con này con tuyết hồ này, lâu lắm mới không nhìn thấy nó. Con này F8 đẹp ấy. Con này nhìn chất này, con cào, con này con đang hộ đường hộ đường hộ. Uầy, rồi hai bên xong chưa trị liệu. Anh em dự đoán nhanh nhá, trận đấu này xem nào, sẽ ra sao đây. Ok, hai bên thích cú đó. Mình đang chơi server chiến thần, game là Thiên Long Bát Bộ tìm kiếm 2, cái trang chủ mình gắn dưới phần mô tả các bạn là tìm kiếm 2.com. Trận này à, thằng này búp này, thằng này búp đấy, thằng này phải tiêu dao. Tiêu chiến đấy, em mà luôn đấy, lên này.
Ô, thằng này không nghe gì à? Nó cứ lên như vậy là không trả lời. Ok, hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu các bạn nhé. Đã bỏ búp rồi. Tìm ra cái việc lên này các bạn nháy phát thì là xong đó. Xem nào. Xem nào, chúng ta cùng xem tham doanh cùng tham doanh. Hay đấy. Cùng ám khí đặc biệt, hai các bạn nhìn thấy cái hai cái ám khí đặc biệt phọt lên không? Như hình như một thằng xịt một thằng trúng. Một thằng xịt còn một thằng trúng, lượng máu đang không chênh lệch nhiều các bạn ơi. Ái da, ăn thần thức rồi. À được chiều lông rồi, trời ơi, trời giúp rồi, trời giúp ác kia rồi. Thiếu lâm này, dịch cân loại cốt. Trời giúp, được trời giúp rồi. Phật giúp, Phật độ rồi. Ok anh em nha. Ok anh em nhá, tỷ số là 2-0 nghiêng về Paradise cũ. Xin chúc mừng Paradise.